Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, Chia S100. Đây là một mẫu xe thuộc dòng phân khúc xe đua giá rẻ mà có thương hiệu tốt, đến từ tại cửa hàng Kim Xe Đạp. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có hình thức là cực mới các bác nhé. Hầu như rất là ít vết xước. Em sẽ lướt qua tổng thể với nước sơn của xe. Xe có màu bạc, màu ghi bạc. Vâng, Chia S100 đến từ thương hiệu của Mỹ. Em đánh giá chiếc xe này trên 95%. Rất là mới. Tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Cọc yên của nguyên bản của Chia Ke. Vâng, yên của Chia Ke. Đây là một mẫu xe đua giá rẻ. Phù hợp các bác mà mới tiếp cận dòng xe đua mà tìm dòng xe mà có thương hiệu. Thì đây là một chiếc xe mang thương hiệu của Mỹ. Chỉ tầm trên 6 triệu các bác thể sở hữu chiếc xe này. Xe có giá cực tốt. Hình thức rất là mới. Càng nhôm. Khung nhôm. Nhôm siêu nhẹ. Như các bác thấy thì không một vết xước nào đáng kể cả. Rất là mới. 95%. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Chia Ke. Có thể lên Google để search thêm về hãng Chia Ke, một thương hiệu của Mỹ. Ghi đông này, nguyên bản Chia Ke. Bộ tay lắc bên líp 7 tốc độ. Bên đĩa cho 2 tốc độ. Cho xe 14 tốc độ. Vâng. Trên đầu xe đây thì có chữ S, biểu tượng của Chia Ke. Bộ phanh 3 mảnh Pro Max. Bộ vành nguyên cặp của Chia Ke. Đây, như các bạn thấy bộ vành nguyên cặp của Chia Ke, thông số lốp là 700 × 25C. Bên dưới khung có chữ Chia Ke các bạn nhé. Đùi đĩa nhôm. Gạt đĩa của Shimano. Củ đề của chính hãng của Shimano Clarit. Bộ líp đen của Shimano. Giờ đây lốp sau. Bộ phanh Pro Max. Phanh 3 mảnh. Vâng, chiếc xe rất là mới các bạn nhé. Giá cực tốt, hơn 6 triệu thôi. Các bạn có thể sở hữu chiếc xe này. Phù hợp các bác là mới tiếp cận đến dòng xe đua, cần tìm những chiếc xe đua giá rẻ. Đây là một chiếc xe rất là phù hợp. Giờ sẽ đo chiều cao xe đứng. Chiều cao xe đứng của xe là 47. Phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Bây giờ em sẽ đi vào chuyển động. Sử dụng bộ líp đen 7 tầng của Shimano. Lên líp. Xuống líp, chuyển động rất tốt các bạn nhé. Hầu như không một lỗi nhỏ cả. Vâng. Lên đĩa. Bộ đùi đĩa 2 tầng của Shimano.
gạt đĩa piano đây. Vâng, và em vừa giới thiệu trong chiếc xe mang thương hiệu của Mỹ Cherokee AS100. Chiếc xe có giá cực tốt tại cửa hàng em là mức giá là 6,2 triệu, miễn phí ship toàn quốc 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhớ chiếc chuông để được nhận thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.